Với sai lầm vô cùng nghiêm trọng của mình, Jiruri đã bị chính tay Ningram loại bỏ và kẻ thay thế cho ông là Game Master mới Chirami. Hắn ta như mở đầu cho chương thứ 2 của Design Bandwidth, cũng là chương thứ 2 của series Kids khi tất cả những bí mật xoay quanh trò chơi đang dần được hé lộ. Họ không phải tham gia một trò chơi ngẫu nhiên mà đây là trò mua vui cho những kẻ đến từ tương lai. Game Master Chirami xem Design Bandwidth không phải là trò chơi dành cho những kẻ trong quá khứ, mà nó chỉ là một trò giải trí cho những vị thượng khách đến từ tương lai. Hắn ta là một kẻ lập dị có tính cách ồn ào, luôn gây khó chịu cho người xem lẫn những người xuất hiện trong chương trình, không ngần ngại show ra bản thân của mình là Chirami, chứ không phải là một Game Master bí ẩn. Tất cả những gì ám ảnh hắn chỉ là sự giải trí, hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đẩy cao trào của Design Bandwidth và dễ dàng bị hoảng loạn khi những trò giải trí của hắn bị tạm dừng. Trong trận chiến với đám Yamato, một kế hoạch đơn giản của Peroba cũng có thể tước đoạt được sức mạnh đến từ Game Master của hắn. Tính cách cũng như cách nhìn của Chirami so với Jiruri là vô cùng cách biệt, nhưng ông ta cũng chính là một phần quan trọng thể hiện rõ chương 2. Khi bí mật của Design Bandwidth là một trò chơi giải trí được hiện lên, cũng như phần nào chuyển phần phản diện sang cho Peroba, nhà đầu tư cho Buffa cũng như Yamato.